đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được hưởng lợi thi sân nhà khi VFF vừa nhận đăng cai một bảng đấu của vòng loại U23 châu Á 2024. Vào sáng nay ngày 19 tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã thông báo Việt Nam sẽ là một trong 11 nước chủ nhà trong bảng đấu của mình ở vòng loại U23 châu Á 2024. Đây thực sự là một thông tin rất vui bởi với việc trở thành chủ nhà của bảng đấu, U23 Việt Nam nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết khi được thi đấu trên sân nhà với sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Ngoài Việt Nam, các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Tajikistan, Uzbekistan cũng được chọn là chủ nhà ở vòng loại U23 châu Á 2024. Tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Iraq, Turkmenistan, Jordan và Thái Lan. Dự kiến, ngày 25 tháng 5, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng loại U23 châu Á 2024. Vòng chung kết giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2024 tại Qatar với sự góp mặt của 16 đội gồm 11 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại.